Chào mọi người, chúng ta cùng nhau đón xem bộ phim này nhé. Trong căn nhà thuê đổ nát, chàng trai vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, nhét chứng cứ vào đại tràng. Một nhóm cảnh sát đột nhiên xuất hiện, từng người nhấn đầu anh ta xuống. Anh ta dù sao cũng không hề hé môi. Ở trong sở cảnh sát, anh ta giả vờ đi vệ sinh, từ trong đại tràng móc chứng cứ ra rồi ném vào bồn cầu, tiêu hủy chứng cứ một cách hoàn mỹ. Nhưng anh ta vì giấu vũ khí riêng nên vẫn bị kết án ngồi tù. Anh ta tên là Billy, là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp ở Anh. Mỗi ngày đấu quyền Anh kiếm sống, ngày tháng trôi qua một cách vô tri vô giác và trở thành một con nghiện. Chính bởi vì như vậy cảnh sát mới nhắm vào anh ta. Sau khi bị cảnh sát nhốt vào nhà tù, anh ta chỉ có thể chịu thua và phối hợp các loại kiểm tra. Thậm chí có người lớn tiếng răn dạy của mắng anh ta cũng không dám nói gì. Những tháng ngày sau đó Billy trở thành một tội phạm bình thường. Mỗi ngày tranh giành nhà vệ sinh với người khác và cùng chen chúc chỗ ngủ với mấy chục người, toàn thân đầy mồ hôi thối. Thậm chí tận mắt nhìn thấy người bên cạnh bỗng nhiên không thở nữa. Hôm đó lúc anh ta đang múc nước đã xảy ra xung đột với một phạm nhân. Đối phương đánh bay chai nước của anh. Anh ta nổi cáu ngay lập tức, xông lên muốn dạy dỗ đối phương đối nhân xử thế. Kết quả bởi vì quấy rối trật tự nhà tù, anh ta bị nhốt vào phòng giam hãm trước mặt mọi người. Sau 3 ngày, anh ta bị chuyển ra phòng giam của phạm nhân bình thường. Nhốt vào phòng giam toàn là phạm nhân hung tàn. Trong phòng giam này toàn là xã hội đen giang hồ. Trên người toàn là hình xăm, thủ đoạn rất tàn bạo, sức chiến đấu siêu mạnh. Anh ta vừa vào phòng giam thì một đám người đã tổ chức lễ chào đón cho anh, bảo anh ta ngồi xổm dưới đất rồi từ phía sau khóa cổ họng anh. Chấp nhận sự điều tra của đại ca, anh ta liền phát cáu đứng lên muốn chống lại đối phương. Đại ca vừa nhìn anh ta liền ra lệnh thủ hạ buông anh ra, còn bảo anh nằm sấp chống tay thể hiện thực lực. Anh ta cũng không khách sáo, trong một lần đã thực hiện 300 cái chống đẩy, vậy mà hơi thở cũng không hề gấp gáp. Thể năng lớn mạnh của anh đã thành công giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Đại ca lập tức bố trí giường đệm cho anh ta, địa vị của anh ta nhanh chóng tăng lên, nhìn thấy sắp thành chủ nhân thứ hai trong phòng giam. Điều này đã kích động tên xã hội đen hiện giữ chức chủ nhân thứ hai. Nửa đêm nửa hôm, hắn nhân lúc anh ta đi vệ sinh cầm dao đến uy hiếp Billy một trận. Billy nói với hắn rằng bản thân chỉ muốn an tâm ngồi tù, không muốn gây chuyện. Hắn vừa nghe thì thấy Billy cũng rất hiểu chuyện liền tha cho anh ta. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau anh ta phát hiện sự việc không ổn. Một phạm nhân đã tự sát, điều này khiến trong lòng Billy nhận được cú đánh rất lớn. Cho rằng ở trong nhà tù chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể có được sự tôn trọng. Vậy nên Billy quyết định tìm cơ hội giết gà răn khỉ. Đúng lúc quản ngục gây khó dễ với anh ta, muốn chi tiền cho anh ta mua thuốc giảm đau. Lúc này anh ta tìm được cơ hội xông lên, nhấn quản ngục cùng với một trận xung đột. 3 tên quản ngục lao đến muốn khống chế anh ta hoàn toàn không sợ, điên cuồng chuyển vận, liền cắt đứt cổ đối phương. Lúc này Billy đã hoàn toàn mất trí, lập tức như bị gì đó chiếm hữu. Lúc này quản ngục chi viện đuổi đến, vớ lấy dùi cui bấm anh ta một trận điên cuồng. Billy trong chớp mắt bị đánh thành ngu si vào phòng y tế. Lúc anh ta tỉnh lại trước mắt là một cô gái tên Phêm. Do Phêm trông xinh đẹp như hoa nên anh đã yêu Phêm, cho cô ấy đủ loại liếc mắt đưa tình. Nhưng Phêm rất bận không dành phản ứng với Billy, còn quản ngục đã sợ Billy, đeo xích chân cho Billy để hạn chế khả năng hành động của anh. Nhưng phạm nhân trong phòng giam đối với Billy đã có nhận thức mới, đặc biệt tôn trọng anh. Hôm đó siêu thị nhỏ nhà tù mở cửa, nhân viên bán hàng trùng hợp chính là Phêm. Anh ta đi đến cửa siêu thị, các phạm nhân không dám quấy rầy Billy. Billy thân mật nợ Phêm 2 cây thuốc, cầm thuốc chia cho người khác. Điều này khiến Billy có được nhiều sự tôn trọng hơn nữa. Nhưng anh ta phát hiện trong nhà tù còn có một phòng giam khác, người sống bên trong đều là những tay võ sĩ chuyên nghiệp. Điều này khơi dậy sự hứng thú của Billy, phải tìm cơ hội tham gia đội quyền Anh nhà tù. Lúc anh ta đang tưởng tượng tiếp tục đánh quyền thì một phạm nhân cùng nhà giam lại đưa ra vấn đề lớn. Tên phạm nhân tháo cánh quạt điện chế tác thành một cái dao găm và dùng mặt mình thực nghiệm mức độ sắc bén của dao găm. Sau đó bọn chúng nhanh chóng xuất kích giết chết 3 tên quản ngục. Lần này cả nhà tù bị nổ tung. Trưởng cai ngục bắt đầu tra khám tất cả phạm nhân, bảo bọn họ cởi hết đồ đứng trên bãi tập. Tên phạm nhân giết người để che đậy chứng cứ đã ném quần áo chứa dao găm bên cạnh tên trùm xã hội đen. Trưởng cai ngục sau khi nhìn thấy dao găm đã nổi trận lôi đình muốn kết thúc tên trùm xã hội đen tại chỗ. Tên trùm xã hội đen lập tức quỳ xuống xin tha, sau đó nhanh chóng mặc đồ và nói rằng bộ đồ này rất nhỏ, hoàn toàn không phải của hắn ta. Trưởng cai ngục nhìn bộ đồ trên người hắn ta một chút cũng không vừa, mới hiểu ra hắn đã bị người khác hãm hại. Dựa vào dao găm trên bộ đồ đã thành công tìm được tên phạm nhân giết người. Trận khủng hoảng kết thúc tại đây. Trải qua sự việc này, tên trùm xã hội đen phát hiện cho dù bản thân có lớn mạnh thì vẫn có người muốn hại mình. Billy tìm đến một tên quản ngục thương lượng đối sách. Tên quản ngục nói với Billy chỉ cần Billy dạy dỗ tên đầu bếp trong nhà tù thì sẽ bảo vệ anh và một số hàng lậu. Billy cũng không nề hà mà lao vào đầu bếp đánh anh ta một trận no đòn. Sau khi hoàn thành việc này anh ta cảm thấy bản thân là một phế nhân luôn bị sự chi phối của người khác. Tối hôm đó Billy đã cắt đứt cổ tay muốn kết thúc cuộc đời. May mà chàng trai tốt bụng bên cạnh kịp thời phát hiện đã cứu anh một mạng. Tự sát không thành anh chỉ có thể cam chịu số phận. Nhân lúc đi hóng gió đã đi đến phòng giam của huấn luyện viên đội quyền Anh và nói với huấn luyện viên Anh trước đây là tay quyền Anh chuyên nghiệp muốn gia nhập vào đội quyền Anh, nhưng mà huấn luyện viên hoàn toàn coi thường anh, không cho anh vào cửa. Lúc này anh ta bỗng nhiên nhớ đến một câu đầy trí tuệ, thế là vội vàng đi đến siêu thị. Lại là một hồi chập chờn với Phêm, đã thành công cầm được 2 cây thuốc và tặng thuốc cho huấn luyện viên. Quả nhiên huấn luyện viên đối với thái độ của anh ta đã thay đổi 180 độ để anh gia nhập đội quyền Anh, nhưng chỉ là huấn luyện bình thường không thể tham tham gia thi đấu quyền Anh của nhà tù, Billy rất biết đủ, anh điên cuồng đấm vào bao cát thể hiện năng lực chuyên nghiệp của mình. Huấn luyện viên vừa nhìn, chàng trai này cũng rất điên cuồng ngang ngược, bảo cậu ta lên sân khấu chuẩn bị trận thi đấu nội bộ. Billy rất vui mừng bước lên võ đài, thể hiện động tác cắt trên và nâng đầu gối mà bản thân cảm thấy hài lòng. Huấn luyện viên cũng không phí lời liền cử ra tay quyền Anh sức chiến đấu kém nhất tiến hành đối chiến với Billy, chỉ thấy đối phương điên cuồng xuất chiêu hoàn toàn không phòng thủ, còn Billy thì bị đánh chỉ có thể phòng ngự, cuối cùng đã thua. Điều này khiến anh rất thất vọng, cảm thấy sức chiến đấu của bản thân kém cỏi, bắt đầu điên cuồng huấn luyện hơn nữa. Các tay quyền Anh khác nhìn anh ta như vậy cũng rất bất lực, dẫu sao huấn luyện viên cũng không nói gì thì ai cũng không thể dạy anh ta. Lúc này Billy nghĩ thông mọi chuyện, chỉ có được sự chỉ bảo của huấn luyện viên thì mới có thể học được thêm nhiều kỹ năng đấu võ. Vậy nên anh lại đi đến siêu thị, lại lần nữa chập chờn với Phêm lại vay cho anh 2 cây thuốc nữa. Billy cầm thuốc tham gia sòng bạc trong nhà giam đã kiếm được 2 cây thuốc nữa. Sau khi cho huấn luyện viên 4 cây thuốc thì huấn luyện viên đã cảm nhận được thành ý của anh và bắt đầu chỉ bảo anh. Huấn luyện viên nói với anh ta trước đây đánh quyền giống như chó cào, căn bản đánh không lại ai, bảo Billy phải giữ vững bờ vai, xuất quyền phải mạnh, còn tự mình làm mẫu, bảo anh ta cảm nhận vị trí cơ bắp phát ra lực và trạng thái cả cơ thể bộc phát. Quả nhiên qua sự hướng dẫn của huấn luyện viên thì kỹ thuật quyền Anh của anh nhanh chóng được nâng cao. Liền sau đó thì huấn luyện viên bắt đầu dạy anh ta kỹ thuật khóa trong quyền Anh nước Thái, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để đối phương. Sau 3 tháng, anh ấy đã học được tất cả kỹ năng quyền Anh nước Thái, đã tích hợp đầy đủ các ưu điểm của quyền Anh nước Thái và boxing và trở thành cao thủ thực sự. Trùng hợp nhà tù sắp tổ chức trận đấu quyền Anh nội bộ, huấn luyện viên để Billy tham gia đối chiến. Sau khi được gọi tên, anh tìm đến đối thủ. Trận đấu quyền Anh hôm đó, anh ta đã đại chiến với đối thủ 300 hiệp, ai cũng không ngửi ai. Điều khó chịu hơn nữa là đối phương luôn công kích thận của Billy, đã tạo thành tổn thương lớn ở chỗ đó cho Billy, dẫn đến động tác của anh chậm chạp hơn, mắt cũng bị đánh sưng phù. Nhìn thấy sắp thua trận, thời khắc quan trọng Billy đã từ bỏ mọi phòng ngự, điên cuồng tấn công đối phương, chịu đựng mọi sự tấn công đã đánh ra một cú cuối cùng ngật ngã đối phương, giành được chiến thắng. Biểu hiện xuất sắc của anh đã thu hút sự chú ý của trưởng cai ngục. Trưởng cai ngục đích thân phê chuẩn để anh ta tham gia đội quyền Anh, bước vào nhà giam đội quyền Anh, đồng thời hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Nhưng yêu cầu là Billy nhất định phải giành được quán quân ở giải thi đấu quyền Anh nhà tù. Billy vừa nghe rất vui mừng, lập tức đồng ý, thành công bước vào đội quyền Anh nhà tù, bắt đầu huấn luyện khắc khổ nhất. Huấn luyện viên đối với Billy cũng vô cùng vừa ý, đã giao toàn bộ kỹ năng cho Billy. Thứ lợi hại hơn là huấn luyện viên nói với Billy rằng muốn trở thành vua quyền Anh cao cấp thì trên người nhất định phải có hình xăm. Anh ta vừa nghe thì cũng thấy có lý, bảo đồng đội dùng thời gian một đêm xăm một hình xăm. Billy dựa theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên mà làm theo. Quả nhiên những cú đá điên cuồng khiến cho chàng trai cùng luyện suýt nữa bị đá bay. Sau khi sức chiến đấu tăng cao, Billy và Phêm đã nói đến chuyện yêu đương, hai người cứ như thế mà rắc cẩu lương. Điều này đã làm cho đạo diễn tức giận, mới cử tên xã hội đen hiện giữ chức chủ nhân thứ 2 ra cậy góc nhà của Billy. Lúc này Billy rất khó chịu và bắt đầu hoài nghi cuộc đời, trong lòng tràn đầy sự căm hận. Để trút hết sự căm hận trong lòng, lúc Billy đang mô phỏng đối chiến đã đánh úp đồng đội, một tiếng chip đã đánh gục đồng đội, một trận tấn công đồng đội khiến đồng đội rất tức giận, cảm thấy Billy không coi trọng. Quản ngục đuổi đến lại lần nữa nhốt anh ta vào trong căn phòng tối đen. Sau khi bình tĩnh, anh ta phát hiện bản thân quá xúc động đã làm hại đồng đội, vậy nên Billy đã xin lỗi đồng đội cũng rộng lượng ở trên võ đài mô phỏng công kích anh ấy. Mối quan hệ của Billy và đồng đội lại lần nữa khôi phục bình thường, và điều lợi hại hơn là trưởng cai ngục phát hiện Billy yêu Phêm, thế là đã cố ý phái Phêm đứng ra ca hát và thổ lộ tình cảm với Billy. Billy lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, bắt đầu huấn luyện khắc khổ hơn nữa. Lúc anh ta cho rằng bản thân có thể giành quán quân thì cơ thể đột nhiên bị thương. Qua kiểm tra, bác sĩ nói với anh, do thời gian thi đấu cho nên thận anh ta xuất hiện sự rạn nứt, nếu như tiếp tục đấu võ thì rất có khả năng nội tạng sẽ bị xuất huyết, đến lúc đó Billy sẽ rơi vào nguy hiểm tính mạng. Nhưng để có thể thi đấu, anh ta đã không quan tâm nhiều như vậy, vẫn tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Cuộc thi vua quyền Anh nhà tù ngày hôm đó, nhà tù khác thử đến tay quyền Anh mạnh nhất, anh ta lập tức bước lên sân đấu. Sau một hồi nghi thức của quyền Anh nước Thái thì hai người bắt đầu đại chiến. Billy bắt đầu xuất kích ném bay đối phương, đánh bị thương không ít, nhưng đối phương phát hiện thận của Billy bị thương thì nhanh chóng tấn công phần thận của Billy. Billy trong chớp mắt bị trọng thương nằm dưới đất, đối phương cũng không chú ý đã vi phạm quy tắc, một cú đạp mạnh lên mặt Billy, đồng đội vội vàng lên đó muốn giáo huấn đối phương nhưng bị trọng tài ngăn lại. Sau khi nghỉ ngơi giữa trận, Billy đã khôi phục một ít sức lực, lại lần nữa ra sân. Mà lần này Billy hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tấn công không cần tính mạng, sự tấn công của đối phương cũng rất quyết liệt đã tạo cho Billy không ít chấn thương. Ngay lúc đối thủ muốn thả lỏng và kéo khoảng cách ra xa, Billy ngay lập tức hạ gục đối thủ bằng một cú đấm thật mạnh và đã giành được chiến thắng. Nhưng thận anh ấy bị vỡ và bị xuất hiện trong cơ thể, trong miệng cũng nôn ra máu, đồng đội nhanh chóng đưa anh ấy vào bệnh viện. Khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện xung quanh không có một người quen, anh ta đi ra phòng bệnh thì phát hiện mình ở bệnh viện ngoài nhà tù. Lúc này anh đã có cách vượt ngục. lách qua tất cả cảnh vệ, đi trên phố ngang qua chợ phiên phồn hoa đi đến xóm nghèo. Ở đây là nơi Billy đánh quyền anh ngầm, nhưng khi Billy nhìn thấy rất nhiều con nghiện đói đến nỗi gầy rơ xương thì cả người ngay lập tức bị thức tỉnh. Anh ta quay lại bệnh viện, sau khi sức khỏe hồi phục đã quay lại nhà tù. Lúc này bố anh ta đến nhà tù thăm anh ta, mà anh ta bởi vì giành được quán quân nên trưởng cai ngục đã giảm hình phạt cho anh ta. 2 năm sau Billy thuận lợi ra tù và từ bỏ sự nghiệp quyền anh, đã tham gia vào tổ chức từ thiện giúp đỡ những tên nghiện. Đến lúc này Billy đã tìm được giá trị cuộc đời. Từ đó anh ta đã sống một cuộc sống hạnh không kể xiết khi được giúp đỡ người khác. Những chuyện bạn từng trải qua nhất định sẽ là bài học cho cuộc đời bạn. Bộ phim này cải biên từ câu chuyện có thật. Nam chính tên Billy Mo là một tay quyền anh bán chuyên nghiệp. Sau khi đi tù ở nhà tù nước Thái đã học được kỹ năng quyền anh nước Thái và giành quán quân. Ở trong tù anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, đã hiểu ra ý nghĩ nhân sinh và cái giá phải trả. Sau khi ra tù anh ta đã viết một cuốn sách tên Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh. Bộ phim này đã cải biên từ cuốn sách này và cuộc đời của anh ta giống như tên của cuốn sách này, Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh. Khi bạn mù mịt, khi bạn bước vào thung lũng sẽ luôn có sứ giả đem đến phương hướng mới, và bạn có thể nắm bắt được hướng đi này hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn.